Dạ vâng, ô tô cũ Đoàn Nghị xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh mua bán ô tô cũ của Đoàn Nghị. Hôm nay em lại về một chiếc Kia Carens có năm sản xuất 2009, phiên bản là số tự động máy 2.0 máy xăng, chiếc này mang biển kiểm soát 17K9818, tư nhân chính chủ, một chủ từ mới. Hiện tại chiếc này đang có tại cửa hàng ô tô cũ Đoàn Nghị. Bên em là đơn vị chuyên kinh doanh và mua bán tất cả các dòng xe ô tô cũ từ 2 đến 8 chỗ ngồi. Bác nào mua xe cũng như bán xe thì cứ alo trực tiếp cho em theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565. Bác nào mà xem video của em lần đầu thì anh hãy ủng hộ em bằng cách like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp em để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà em đưa lên. Và sau đây em sẽ quay qua phần thân vỏ cho các bác được xem này. Vâng, sơn xi của chiếc xe này màu lông chuột rất là sáng bóng sạch sẽ các bác nhá. Một mẫu xe Kia Carens mang thương hiệu của Hàn Quốc. Một mẫu xe đăng ký là 7 chỗ ngồi rất là rộng rãi các bác nhá. Dòng Kia Carens thì đi cực lành luôn các bác nhá. Chiếc này được trang bị túi khí ABS đầy đủ, chống trơn, chống trượt, chống bó cứng. Một mẫu xe Kia Carens. Đấy, sơn xi thì sạch sẽ đẹp đẽ rồi, tư nhân chính chủ, một chủ từ đầu, vẫn còn biển 4 số. Chiếc này đã được trang bị màn hình cam nồi đầy đủ các bác nhá. Hai cặp đèn phanh của nó này rất là sáng bóng đều nhau. Một mẫu xe Kia Carens số tự động, xe gia đình, không taxi, không dịch vụ, không khoan đục. Tư nhân chính chủ, một chủ từ mới. Bác nào mà đúng chân mẫu xe này mua về chỉ việc đổ xăng mà sử dụng các bác nhé. Sơn xi thì sạch sẽ đẹp đẽ rồi. Và sau đây em sẽ tiến vào phần gầm cho các bác xem này. Vâng, đây là phần gầm của xe các bác nhé. Gầm bệ này, gầm bệ chắc lịch. Côn số ngọt, máy số zin. Không đâm xô, không tai nạn, không ngập nước, không taxi, không dịch vụ, xe gia đình, một chủ tự động. Vâng, đây là phần cốp sau xe này. Đấy, cốp sau xe các bác nhé. Gấp hàng ghế thứ ba lại thì cốp của nó rất là rộng rãi luôn. Đấy, tất cả những cái ốp nhựa của nó này rất là đẹp các bác nhé. Một mẫu xe Kia Carens không hề có dấu hiệu xước sát chi. Đẹp lung linh cho một mẫu xe Kia Carens. Ghế lỉ của nó vẫn còn nguyên bản theo xe, trần lỉ, cửa sổ trời. Màn hình cam nồi đầy đủ. Đây là những cái máng nước này. Đó, nó nguyên bản các bác nhá. Nguyên bản. Keo chỉ. Keo chỉ zin. Máy số zin. Một mẫu xe Kia Carens mang thương hiệu Hàn Quốc. Một mẫu xe đăng ký là 7 chỗ ngồi. Phần lắp cốp này. Đó, phần keo chỉ của cốp này. Đó là zin nguyên bản các bác nhá. Ốc ác này. Nó nguyên bản theo nhà máy sản xuất. Một mẫu xe Kia Carens mang thương hiệu của Hàn Quốc. Đây là phần hàng ghế thứ ba này. Đây, trong kích đầy đủ luôn các bác nhá. Hàng ghế thứ ba em lần lên cho các bác xem này. Đó, ghế thứ ba này, nó là ghế lỉ các bác nhá. Nó vẫn là ghế lỉ nguyên bản theo xe. Rất là đẹp luôn. Sạch sẽ đẹp đẽ. Một mẫu xe Kia Carens có năm sản xuất 2009, số tự động, máy 2.0 máy xăng. Lốp dép của nó các bác này rất là ok, la răng đúc 4 bánh, phanh đĩa 4 bánh. Trang bị túi khí ABS đầy đủ, chống trơn, chống trượt, chống bó cứng. Phần cua lốp này, thụt giảm sóc này, không hề có dấu hiệu rỉ dầu các bác nhá. Rất là ok, tay lắm mở cửa đã được ốp inox mạ chrome. Còn đây là phần hàng ghế thứ hai các bác nhé. Đấy, ghế lỉ của nó nguyên bản luôn. Nguyên bản theo xe các bác nhé. Phần bậc lên xuống này. Đấy, vùng điều hòa phía sau này. Âm thanh này. Đấy, âm thanh vũ trường cực hay luôn. Phần táp lô táp ly của cánh cửa đang sau bên phụ này. Âm thanh vũ trường. Đấy, tất cả những cái khung cánh cửa này không hề có dấu hiệu mục mọt chi các bác nhá. Rất là đẹp cho một mẫu Kia Carens. Keo chỉ này, keo chỉ của nó đều tắp tắp luôn, không hề mất đến một phân nào các bác nhá. Em sẽ đi vào phần cột kèo cho các bác xem này. Đó, phần cột kèo đinh bấm.
nó nguyên bản các bác nhá. Xe cam kết các bác là không đâm xô, không tai nạn, không ngập nước, không taxi, không dịch vụ, xe gia đình, tư nhân chính chủ, một chủ từ đầu. Một mẫu xe Kia K đen mang biển kiểm soát Thái Bình. Vâng, đây là phần hàng ghế đằng trước các bác này. Đấy, rất là ok các bác nhé. Bô lăng ở bô lăng 4 chấu, trang bị túi khí an toàn cho người lái. Màn hình cam lùi đầy đủ. Táp lô của nó đây, rất là đẹp các bác nhé. Điều hòa của nó đây, điều hòa auto. Phần bậc lên xuống, hốc bà lề, chưa hề động đến kale mở lết. Phần cột kèo, cột kèo đầu đít zin các bác nhé. Đó, mối hàn chập này. Đấy, nguyên bản. Phần táp lô táp ly của cánh cửa đằng trước bên phụ. Đấy, tất cả những cái khung cánh cửa đây không hề có hiện tượng mục mọt các bác nhé. Keo chỉ. Keo chỉ đều tấp tấp luôn. Nội thất rất là ok. Đăng kiểm còn đến tháng 5 năm 2021 các bác nhé. Phần lóc xe này không hề có hiện tượng mục mọt chi. Có cả giá đựng đồ. Đây là phần quả lốp đằng trước bên phụ này. Đó, cua lốp không hề có dấu hiệu mù mọt các bác nhé. La răng đúc 4 bánh, phanh đĩa 4 bánh. Một mẫu xe Kia Karen mang thương hiệu Hàn Quốc. Đăng ký là 7 chỗ ngồi. Tư nhân chính chủ, một chủ từ mới. Hiện tại trước này bên em đang chào bán với giá là 285 triệu đồng. Với giá tiền là 285 triệu đồng, bên em có bao rút hồ sơ và hỗ trợ vận chuyển toàn quốc cho các bác. Một mẫu xe Kia Karen sơn xi màu ghi xám lông chuột rất là đẹp. Hai cặp đèn pha này, hai cặp đèn gầm của nó rất là ok các bác nhé. Rất là xám bóng đều nhau. Còn đây là phần dàn lốp đằng sau bên lái các bác này. Phần cua lốp không hề có hiện tượng mục mọt các bác nhé. Phần bậc lên xuống. Đây là phần táp lô táp ly của cánh cửa đằng sau bên lái này. Âm thanh vũ trường cực hay. Phần keo chỉ, keo chỉ zin, chốt khóa trẻ em này. Phần khung cánh cửa không hề có dấu hiệu mục mọt các bác nhé. Phần cột kèo, cột kèo đinh bấm này. Đấy, không hề mất đến một cái đinh nào. Nội thất ghế lỉ nguyên bản theo xe. Và đây là phần táp lô táp ly của cánh cửa đằng trước bên lái các bác nhá. Bảng tổng của gương kính chỉnh điện, gương kính cụt xe. Đây là phần keo chỉ cánh đằng trước bên lái này. Khung cánh cửa không hề dấu hiệu mù mọt chi. Hốc bà lề. Tem mác thân máy sản xuất. Cột kèo. Phần cột kèo, cột kèo đinh bấm zin các bác nhá. Zin nguyên bản luôn. Và sau đây em sẽ tiến sâu bên trong nội thất cho các bác xem này. Vâng, đây là phần bô lăng của xe các bác nhé. Bô lăng rất đẹp, tích hợp trên bô lăng. Bô lăng 4 chấu.
và sau đây em sẽ lổ máy lên này. Vâng, để phát lổ ngay các bác nhé. Máy lổ rất là êm. Mặt đồng hồ thì không báo lỗi gì các bác này. Xi nhan. Đó, phun nước gạt mưa. Hoạt động rất là trơn tru. Điều hòa auto các bác này. Đấy, âm thanh vũ trường. Đấy, tích hợp jumbo lăng này. Đấy, rất là ok các bác nhé. Hoạt động rất là trơn tru. Đấy, màn hình cam nùi này. LED như Soli các bác nhé. Đấy, điều hòa của nó cực mát luôn. Đây là phần cửa sổ trời này. Đó, hoạt động rất là trơn tru. Đèn trần. Hộp đựng kính. Chắn nắng này. Đấy, mở lên có cả gương trang điểm các bác nhé. Hai bên đầy đủ. Rất là ok. Gương chiếu hậu. Gương chỉnh điện. Đó. Hoạt động rất là trơn tru. Phần kính lên xuống này. Tất cả những cái ốp cột của các bác nhé, nó khít khít luôn. Trần của nó là trần nỉ rất là đẹp. Quả số này. Điều hòa auto này. Đấy, cái đĩa này là hơi bị xước một chút các bác nhé. Mặt đồng hồ này không báo một lỗi gì các bác nhé. Tablo này. Rất là ok luôn. Một mẫu xe Kia Carren. Có năm sản xuất 2009, số tự động. Máy 2.0. Đấy, âm thanh này. Đấy, cực hay luôn các bác nhé. Và sau đây em sẽ tiến vào phần tổng quan khoang máy cho các bác xem này. Vâng, đây là phần tổng quan khoang máy của chiếc Kia Carren các bác nhé. Máy móc này lổ rất là êm, khô ráo sạch sẽ, không hề có dấu hiệu gì dầu chi các bác nhé. Cam kết các bác là không đâm xô, không tai nạn, không ngập nước, không taxi, không dịch vụ. Xe tư nhân chính chủ, một chủ từ mới. Con này là máy số vẫn còn zin các bác nhé. Đấy, tất cả những cái đinh bấm răng giật này. Rất là đẹp. Đây là phần ụ giảm sóc này. Máy móc lổ rất là êm.
máy móc cực đặc chất các bác nhá. Con này là chạy cực phê luôn. Đấy, cụm chia ABS của nó đây, tiếp phía dưới thôi này. Đây là phần lắp capo này. Phần tổng quan khoang máy này. Dạ vâng, ô tô cũ Đoàn Nghị có địa chỉ 28A Quỳnh Hoàng, Lam Sơn, An Dương, Hải Phòng. Em vừa quay tổng quan tổng thể một mẫu xe Kia Carens có năm sản xuất 2009, phiên bản là số tự động, máy 2.0, máy xăng tư nhân chính chủ, một chủ tự động. Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 285 triệu đồng. Bác nào đúng chân mẫu xe này thì cứ alo trực tiếp cho em theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565. Bác nào mà xem video của em lần đầu thì nhớ ủng hộ em bằng cách like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp em để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà em đưa lên. Và xin chào và hẹn gặp lại anh em những video lần sau.